Xin chào các anh em đến với Maland Review. Ở chap 1042 với sự tham dự vào của tên CP không, Luffy đã bị đánh bại sau đòn trực diện lôi ô bát quái, cậu chính thức thành kẻ thua cuộc. Lợi dụng điều đó, Kaido đã bẻ gãy tinh thần chiến đấu của lực lượng liên minh. Nhưng với tinh thần nam chính bất tử thì chúng ta được con voi Junisa thông báo Joy Boy đã quay trở lại. Trong khi đó, Luffy cũng nở một nụ cười cùng với cơ thể bị tan chảy nhờ vào nguồn sức mạnh từ trái ác quỷ thức tỉnh. Vậy nguồn sức mạnh thật sự của trái ác quỷ đó là gì, và Joy Boy có thật sự xuất hiện như lời Junisa đề cập hay không, thì anh em đến với phân tích chap 1043 của Malen nha. Đầu tiên đó là kết quả ngã ngũ, Kaido đã cho một chùy vào đầu Luffy. Cái này thật ra là nhờ màn chó cắn trộm của tên CP không khiến Luffy phân tâm nên Kaido mới có cơ hội gõ chúng. Một cú gõ trời giáng lún xuống nền đất khiến Luffy hộc máu đau đớn, đôi mắt chuyển sang màu trắng và để khí thoát ra ngoài, xì hơi như một quả bóng cùng với kiệt sức và bất tỉnh là trạng thái của Luffy lúc này. Khi mà kết quả của tất cả các trận đấu đều đã ngã ngũ, các chiến binh trong băng bách thú đều đã bại trận, mọi người phe đồng minh chỉ còn chờ đợi chiến thắng của Luffy thì điều ngược lại đã xảy đến. Kaido giành chiến thắng, điều này càng khẳng định sinh vật mạnh nhất thế giới không phải là một kẻ dễ dàng bị đánh bại. Hắn vẫn là chướng ngại vật vô cùng to lớn đối với các siêu tân binh. Momonosuke cũng cảm nhận được giọng nói của Luffy đã bị mất, càng khẳng định thêm chiến thắng của Kaido. Nhìn thấy Luffy đã mất khả năng chiến đấu, bản thân lại thắng bẩn, Kaido dồn hết tức giận vào chùy đập chết tên CP không. Tên CP không biết chết chắc nên không phản kháng và chỉ với một đánh, Kaido gõ sập cả đỉnh đầu lâu. Trần nhà cũng bắt đầu sụp đổ, kéo theo sự hỗn loạn mọi người bắt đầu tìm cách thoát thân. Đúng lúc đó, Kaido hóa thành dạng rồng bay vào khạc nhổ tung tóe tấn công đội hình phe liên minh. Đồng thời thông báo Luffy đã chết rồi, thông tin này như đòn tấn công tâm lý nhắm thẳng phe liên minh, đồng thời khích lệ tinh thần thuộc hạ bên băng bách thú. Nhưng không phải ai cũng mất tinh thần, điển hình là Nami vẫn tin Luffy còn sống và chửi Kaido là con rắn. Tức giận trước kẻ chống đối mình, Kaido thở ra hơi thở tiễn cô lên đường. Đúng lúc này, Phượng Hoàng Lửa Marco đỡ đòn hộ cô cũng như là khuyên cô hãy giữ vững ý chí. Còn Kaido vẫn tiếp tục phun lửa và tuyên bố Wano là xưởng vũ khí của hắn, người dân thì là nô lệ của hắn. Cũng ép Momonosuke ra chịu chết. Tình hình càng lúc càng tồi tệ khi lửa có khắp mọi nơi, hòn đảo sắp rơi xuống Wano, hình như tất cả mọi điều đều chống lại phe đồng minh. Còn phía bên ngoài dường như Momonosuke đã bỏ cuộc và chấp nhận số phận. Cũng may bên cạnh cậu ta còn có Yamato kiên định chiến đấu đến chết. Vì cô cho rằng có đầu hàng thì cũng chết dần chết mòn mà thôi. Cuộc chiến vẫn tiếp tục, phe đồng minh tiếp tục chống đỡ, còn Luffy thì nằm bất động với thân thể đầy vết thương trên chiến trường. Lúc này một giọng nói cất lên bên tai Momonosuke, không ai khác chính là siêu cụ voi Junisa. Cụ thông báo Joy Boy đã quay trở lại và kèm theo sau đó là hình ảnh Luffy mỉm cười với chiếc mũ rơm đang tan chảy. Đây là toàn bộ diễn biến chap 1043, Joy Boy thần mặt trời Nika có nhập vào Luffy. Cao su và chiếc mũ rơm tan chảy có phải là dấu hiệu của trái ác quỷ thức tỉnh? Trái ác quỷ truyền thuyết trái của Joy Boy liệu có thể biến mọi thứ thành cao su? Đó liệu có phải là diễn biến của chap 1044? Tất cả sẽ biết vào tuần sau. Mong các bạn hãy cho ý kiến phía dưới.